Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh NDA. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với nền tảng Mac. Hôm nay chúng ta có một chương trình Em Đây, một trong chương trình thường xuyên lợi ích dành cho anh em trader ở trên nền tảng Mac. Với chương trình Em Đây thì hiện tại như đã chia sẻ với anh em, chương trình này thì phù hợp với những anh em trader. Anh em có thể chơi trên sàn và hưởng những cái lợi ích đến từ sàn Mac. Đối với những anh em mà cày Em Đây, kéo vô để cày Em Đây thì mình nghĩ là bây giờ thì không khả thi lắm, bởi vì là cái giá trị em đây cũng như là cái số lượng người tham gia thì cũng khá là khó để anh em có thể là giành những cái giải thưởng lớn từ em đây. Vì thế nên mình chỉ khuyến khích là những anh em là đang giao dịch hàng ngày trên Max thì các bạn có thể tham gia chương trình em đây thì mình tặng. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta có một cái chương trình em đây với dự án có tên là MobiPass. Đây là một trong những cái nền tảng phi tập trung chuyên chạy những cái chiến dịch IDO ở trên nền tảng này. Với các cái chương trình IDO ở trên MobiPass thì nó rất là đa dạng các cái chương trình IDO với rất là nhiều chain khác nhau và các cái dự án ở trên các nền tảng này. Đấy. Thế thì với cái dự án này thì cũng thực ra thì thời điểm hiện tại thì IDO thì nó cũng không được tốt cho lắm. Tuy nhiên là chúng ta có thể mua vào gom ở trong cái thời điểm mà giá nó cũng đang rất là thấp. Thì sau này chúng ta tham gia những cái dự án IDO trong tương lai. Thì hiện nay thì dự án đang list ở trên CoinMarketCap với giá là 0,012. Con này thì có tổng cung là 100 triệu với tuần hoàn là 20 triệu. Nó đang list ở trên các nền tảng như PancakeSwap và BitTrue. Thằng này thì ở hệ là hệ BSC. Hiện nay số ví holder là 3.936. Và anh em cũng có thể theo dõi một chút về cái Twitter của nó. Hiện nay nó đang có 35.000 người follow. Một số trang dự án cũng đang follow ở trên nền tảng này. Đấy. Đó là những cái nét sơ qua về dự án MobiPass để anh em tham gia. Có hôm nay thì đối với em đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cái nội dung của em đây. Thông tin về số vé thì tổng pool của nó là 4 triệu token MBP. Có 640 vé trúng thưởng và mỗi vé sẽ gồm là 5.000 token MBP. Và sẽ có những cái vé an ủi dành cho những cái vé những ví không trúng. Thì sự kiện này thuộc loại sự kiện đó là iLock, không không cần phải trao đổi tài sản, và loại biết thì chắc chắn rồi, chúng ta biết rồi, con này niết sàn rồi nên sẽ không phải là loại biết đầu tiên. Tiêu chí đủ điều kiện tham gia thì nó sẽ có một cái vòng giao dịch kéo dài từ 14 ngày 14 đến ngày 15 tháng 9, thời gian từ lúc 15 giờ ở 14 đến 15 giờ 15 được chưa? Tức là chúng ta sẽ có phòng giao dịch kết thúc vào lúc 3 giờ chiều nay. Đấy, rất là chóng vánh. Thì anh em nào nếu muốn tham gia thì anh em có thể giao dịch ngay lúc này, hoặc là có vốn ngày hôm qua thì chúng ta có thể vào claim vé. Thì các cái token đủ điều kiện thì các bạn có thể thấy ở đây có một cái danh sách những cái token đủ điều kiện. Trong đó thì mình nghĩ là cặp Bit là cặp hoàn hảo nhất cho anh em hiện nay chơi, an toàn nhất và có ít cái độ lệch nhất cho anh em. Thì anh em có thể chơi Bit ở trên nền tảng Max để có thể đặt vé. Thì cái vốn đặt vé thì tối thiểu sẽ là từ 500 đến 3.000 đô và sẽ giành được một vé, và số vé tăng dần theo các mốc. Anh em thể theo dõi trong đây có một cái rất rõ đây, 2 3 4 5 6 là số lượng vé đấy. Quy trình em đây thì chúng ta sẽ có thời gian nhận vé, hiện tại để bắt đầu nhận vé, và thời gian nhận vé sẽ kết thúc vào lúc 3 giờ chiều nay, tức là 15 giờ. Và kết quả nút thăm thì sẽ được công bố lúc 17 giờ ngày 15 tháng 9. Đó, và sau đó thì nó sẽ được phân phối vào lúc 17:30 ngày 15 tháng 9 và sẽ nít cặp MBP USDT tại khu vực đổi mới trên sàn MEX vào lúc 21 giờ ngày 15 tháng 9 anh em nhé. Thế thì đối với cái dự án này anh em lưu ý ấy, là cái khối lượng future thì sẽ được chuyển đổi thành 50% với tỷ lệ 5% này. Ngoài ra thì chỉ tính những cái giao dịch có phí ở trên sàn thôi. Với những giao dịch nào với những cái cặp giao dịch nào tính phí có phí ở trên sàn được tính, còn nếu mà không tính phí sẽ không được tính, anh em lưu ý đó. Và đây là những danh sách, anh em xem lại danh sách để xem những cái cặp giao dịch của chúng ta có phù hợp hay không. Thế thì đây cũng là một cái thời điểm mà chúng ta biết là hôm nay thì sẽ có một cái đợt đó là hợp nhất của ETH, và hôm nay giá biến động sẽ rất là lớn, và hiện nay thì giá Bit rất là thấp, giá ETH thì cũng đã được điều chỉnh thấp hơn. Vì thế hôm nay sẽ có những cái đợt dao động về giá, anh em có thể cân nhắc giao dịch ở trên nền tảng future để có thể đoạt vé. Còn nếu mà anh em mà muốn an toàn thì cứ spot mà chơi. Đấy. Thì ở bên Max thì nít rất là nhiều cặp giao dịch, nhưng mà chúng ta chỉ có một số các cái cặp được tính ở trong em đây, thì đặc biệt là cặp Bit và cặp E thì lúc nào cũng có rồi. Thì anh em có thể cân nhắc những cái cặp giao dịch này nhá. Đó.
Thì khi giao dịch thì anh em lưu ý là chúng ta sẽ khi giao dịch để theo con quan theo dõi được volume của các cái cặp giao dịch chúng ta ở trong em đây ấy, để chúng ta nắm bắt được cái volume để chúng ta chơi cho hợp lý. Thì anh em có thể là ấn vào trong cái phiên em đây ở trong đây, sau đó thì anh em sẽ theo dõi ví dụ volume spot được bao nhiêu, margin bao nhiêu, future bao nhiêu. Thì anh em khi đến cái lượng volume mong muốn thì anh em có thể dừng lại và nút xin up loud để có thể claim vé nhé, được chưa? Đấy. Và anh em lưu ý là nếu mà đã nút claim vé thì dù anh em có chơi thêm thì không thể claim lại lần thứ hai nhé, chỉ được claim một lần thôi, nên anh em hãy đáp ứng bộ volume mong muốn rồi chúng ta claim vé đó. Thì chiếc gì em đây thì cũng rất là quen với anh em rồi, thì có lẽ chúng ta cũng cần phải giới thiệu nhiều nữa. Thì bây giờ thì chắc là mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn để anh em biết là có một cái pin em đây để không bỏ lỡ cái kèo này với anh em đang chơi ở trên nền tảng MST. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.